thuật em HP 107 V kép. Bệnh báo lỗi đèn đỏ nháy. Thiết kế gần giống Samsung các bạn. Đây là cái wifi. Là rẻ bé tí. Máy được đơn giản hóa đi rất nhiều nhưng mà lại có một số chỗ lại phức tạp hơn rất nhiều. Cụm sấy dòng này dùng lô sấy lô ép đèn sấy giống như Samsung hoặc Brazzers Xerox. Ok các bạn, bây giờ nó lắp phần cụm sấy này thì tháo mấy con ốc đây đi. Mấy con ốc
sao đây? Đây. Đây phần lô xí nó ép. Ok. Vậy này nắp xong, bây giờ chúng ta nắp thử biết là mình thử xem nó có lỗi nữa hay không nhé. Ốc nó dùng ốc nhựa, ốc xem nhựa. Chúng rất phong phanh. Dòng cá chích này cũng có chip như của Samsung hoặc Xerox. Đây, chấm này màu xanh như của Samsung luôn. Ok, bây giờ chúng ta thử xem là máy có báo lỗi chưa. Các wifi này, bên tín hiệu này, bao nguồn này. Đó, máy khởi động rồi nhé. Phía trước là máy không khởi động và báo lỗi. Bây giờ máy đã khởi động được. Bệnh con này nó bị ở bao nguồn nhé. Vừa sửa bao nguồn xong. Đấy, đèn wifi, đèn nguồn, không có lỗi nữa rồi. Đấy, hoạt động bình thường nhé các bạn. Ok, tí tắm rồi. Okay. Đấy, rất đơn giản thôi. Đây phần cụm sấy đây. Xin chào các bạn nha.